1, 2, 3, go! Bạn Tuấn hôm nay là phục thù cả nhà, phục thù món tiết canh và xử lý lại về món gan đi. À, Còi chào mọi người nhé. Còi đang ở quán OK Con Dê. Thì hôm nay thì bạn Tuấn Tiên từ ở dưới, bạn từ ở dưới Thái Bình đi lên để phục thù cái món tiết canh hôm nọ đánh hỏng mọi người ạ. Thì bạn ấy bảo đọc comment, bạn ấy buồn quá, thế là bạn ấy đi từ Thái Bình lên Hà Nội để đánh lại món tiết canh vịt. Và hôm nay thì vịt sẽ làm 4 món, đó là vịt rang muối, vịt xối xả và canh vịt nấu canh khoai và tiết canh vịt mọi người ạ. Đây là quán Hà, bây giờ là 11 giờ trưa rồi mọi người. Giờ Hà sẽ vào và lên bếp để chế biến món thịt nha mọi người nhá. Bạn Tuấn hôm nay là phục thù cả nhà, phục thù món tiết canh và xử lý lại về món gan vịt. Hôm trước thì mọi người thấy là bạn ấy thì hôm trước thì hỏng toàn tập cái canh. Đi khán giả nói rất là nhiều, hôm nay thì đi từ Thái Bình lên Hà Nội chỉ để phục thù món cái canh mọi người. Hôm nay sao tình hình có tự tin không? Các bạn. Vẫn run lắm ạ. Đây là vịt đấy cả nhà. Vừa đi mua con vịt về để cho bạn Tuấn đánh cái canh. Đây bạn Thắng đây cả nhà. Hai ông mà không đánh cho tôi được bát tiết canh nữa thì con vịt này khá béo, khá to. Mề to nhỉ. Hôm nay vịt thì sẽ làm hai món cả nhà. Món xối xả và món rang muối. À làm thêm món nữa, cổ cánh làm tí hầm khoai Thắng ơi. Nhỉ, cổ cánh hầm khoai nhỉ. Làm bát canh khoai đi. Bếp nhà Hà hôm nay thì các bạn bếp đang tập trung để chuẩn bị cho cơ sở 2 tại Cổ Việt. Nên là các bạn đã tập trung đây để thứ nhất là một số bạn nhân viên mới thì sẽ học về lọc dê rồi làm dê các thứ. Còn hai bạn đầu bếp trưởng hiện rất là đông. Giờ bắt đầu sơ chế con vịt cả nhà. Con vịt này là con vịt không phải vịt trời, vịt bình thường thôi. Khá là to. Bạn Thắng sẽ luộc lòng để chuẩn bị đánh tiết canh. Hôm nay là vịt 4 món. Món tiết canh, món xối xả, rang muối và canh khoai. Anh hầm cho em cái canh khoai nhé. Canh khoai này. Tuấn hôm nay chỉ biểu diễn món ấy thôi. Món tiết canh thôi, phục thù thôi. Bạn sẽ biểu diễn món tiết canh, còn anh Hân đầu bếp ở đây sẽ biểu diễn món canh khoai, xối xả và rang muối. Anh Hân là làm bên trên tại Cổ Việt hay làm ở đây nhỉ? Em ở bên Hải Hậu ạ. À làm ở Hải Hậu, à, cơ sở Hải Hậu. Đúng tim luôn nhỉ, giữa luôn là giữa, nửa là nửa đấy nhỉ. Bây giờ thì sẽ xào qua. Cái này là tí nữa làm món xối xả, đây là cũng phải trần qua luôn. Vâng,
xong hai cái, còn một cái nữa dần nốt mẹ này nữa là xong. Bếp là khá là đông rồi, do là rất là nhiều bạn mới vào nữa nên là không gian đứng quay cũng hơi chật hẹp một tí mọi người. Bây giờ là anh bắt đầu là chiên quả anh Hân. Anh làm món gì trước? Mình làm món vịt nấu khoai trước đây. Nấu khoai trước. Còn tầm thời gian cho nó nhừ bắt đầu thì chuyển sang các món kia. Đây. Đây hành. Phi hành đây này. Cho gia vị đúng không? Tuấn Điên mọi người ạ. mọi người thông cảm cho gọi Tuấn Điên bởi vì là bạn ấy làm trong trại Thương Điên thật luôn đấy. Nên là cái kiểu là bạn bè hay trêu nhau hay gọi nhau kiểu vậy nó quen rồi. Thì bây giờ bạn ấy sẽ bánh tiết canh. Hôm nọ là bị hỏng. Trước tiên muốn làm đây là hành nướng đúng không? Thơm nhỉ. Lòng được ít nhỉ. Chủ yếu là mề đúng không? Mề đấy, như là lòng nó bỏ, kiểu nó người ta ngại làm. Ngại làm, mề này to lắm, chắc nịch. À, cho thêm cả lưỡi lợn nữa, bổ sung thêm lưỡi lợn nữa. Lưỡi lợn. Muối mình cho trứng mà để kết dính, kết dính có độ mịn, thơm. Có trứng vào cả nhà. Rồi cho một nước bột vào, coi là nước áo ấy, để nó tạo độ giòn. Bên trong con vịt vẫn mềm. Rồi. Đây là muối của cái răng muối đấy à? Bột. Đây là gì? Bột thôi. Làm vịt rang muối trước đúng không anh ơi? Vâng ạ. Dạ đấy.
chưa anh? Như thế là được chưa? Còn tan luôn đấy nhỉ? Nhìn nó hấp dẫn rồi. Ồ nha tai nghe. Đấy, sau khi chiên qua rồi thì giờ lại tiếp tục là rang xả này. Và bây giờ bắt đầu đoạn là xóc muối mọi người. Xóc muối. Rửa hận đi, bây giờ thì như nào? Tỷ lệ như nào bạn? Bây giờ bạn Tuấn sẽ đánh tiếp canh mọi người ạ. Thì hôm trước cái bạn ấy đánh hỏng và khi đăng lên thì rất là nhiều khán giả comment. Thì hôm nay bạn ấy đi từ Thái Bình lên Hà Nội để phục thù cái món tiếp canh này. Ok, cho cơ hội phục thù. Tỷ lệ như nào đây? Tỷ lệ như nào? Cái này chết thì... Cho bóng các bạn ở ngoài kia người ta đang không luôn rồi. Mình có mắm một môi mắm. Nhạt nhạt thôi thì cũng gì mà các ăn thêm thì mình sang thêm mắm vào. Ok, hai đĩa đúng không? Cho tao cho thêm quả ớt nhé. Cho vài miếng ớt. Có cái tiêu rồi, ớt ăn ngoài. Ớt ăn ngoài thì bạn thắng bạn ấy không ăn được ớt đúng không? Ớt thì mỏng. Ok. Đấy cả nhà chờ đợi xem là có đông không nha mọi người nhá. Không đông về Thái Bình luôn này. Không đông là bạn ấy sẽ về Thái Bình luôn và sẽ không bao giờ đánh tiết canh nữa. Giải nghệ. Bỏ nghề luôn. Giải nghệ. Không bao giờ đánh tiết canh luôn. Giải nghệ. Và hôm nay thì chắc chắn ăn đông. Xài đi. Vẫn cho thêm nước mắm vào. Xíu nữa thôi. Xong một đĩa đây mọi người nhìn đẹp luôn. Đông chưa? Đó, đánh tiếp đi, làm đĩa nữa. Đẹp rồi, nhìn đẹp lắm. Đông rồi. Hôm nay thành công rồi. Thịt ngọt từ xương. Có thêm tiết không? Thêm tí nữa nhỉ? Hay thế thôi. Rồi xong rồi mọi người. Xong hai đĩa tiết canh. Đĩa vịt rang muối nữa cả nhà. Bạn lại còn tỉa hoa và nữa để cò. Anh Hân đang làm nốt món vịt xối xả nữa là xong. Xối xả rồi anh. Đấy là xong rồi anh. Vâng. Anh
nhân chó tai phết nhỉ. Ờ, em xuống trước nhá. Tí cái gì chuyển xuống cho em nhé. Còn xuống xả này mọi người. Còn xả nữa là xong luôn. Sóc xả nữa là xong. Bây giờ sóc xả nữa là xong rồi anh. Sóc xả. Điều là xả. Chủ yếu là xả. Xối xả đấy cả nhà. Đây. Đây là vịt rang muối này. Xả này. Và cái canh vịt và vịt nấu khoai nữa. Canh vịt nấu khoai. Em tên là gì nhỉ? Đạt à? Ok. Thế tí Đạt chuyển xuống anh nhá. Xuống trước nhá. Ở đây mọi người ơi, đây là món vịt trưa nay đây. Sao tình hình thế nào Tuấn ơi? Đông không? Đông đúng không? À, đông rồi. Mọi người. Thế là phục phục trả thù thành công. Chúc mừng bạn nhá. Ở lại Hà Nội rồi. Ở lại Hà Nội rồi, không phải về gia đình nữa. À, đây là món vịt rang muối cả nhà. Vịt rang muối này. Còn đây là vịt xối xả này. Còn đây là món canh khoai vịt này, và cái canh vịt này, và hôm nay còn có món nộm rau má nữa, và món đậu chiên. Chắc là anh em mình sẽ ăn cái canh trước nhỉ? Tuấn nhỉ? Bạn thử món cái canh này. Rồi. Món ấn tượng cái món này, vịt rang muối này, rất là đẹp. Anh em mình thử quả cái canh vịt nhỉ. Quả cái canh vịt hôm nay Tuấn đánh là xuất sắc ấy. Đông đông rồi mọi người. Rồi làm tắm một tí thôi. Khô giòn luôn. Ôi khô luôn này Tuấn ơi. Khô chân. Khô luôn. Khô hết chân, còn nước. Ngon nhỉ. Ok đấy. Mời mọi người nhá, cảm ơn mọi người ăn cái canh đi. Ngon lắm. Cửa. Đây một tí nước mắm nữa làm. Ngon lắm mọi người, khô giòn luôn. Lần đầu tiên ăn cái canh vịt Tuấn Biên đánh. Ngon mọi người. À, coi như là phục vụ thành công. Thế nào bạn? Ổn hả? Được rồi. Có ăn đúng không? Nước mắm nữa. Đây, Hà thì gì làm gì rồi thôi. Ngon. Rồi, chúc mừng anh nhá. Chúc mừng nhá. Mai không Tuấn không phải về đúng không? Mọi người về nhá. Tưởng Tuấn phải về Thái Bình. Nếu hôm nay mà cái canh mà hỏng là bạn Tuấn sẽ phải về Thái Bình. Đấy, nhưng mà may quá ở lại được. May là tâm.
món cánh quay xuất sắc luôn. Nó sệt sệt thì mọi người ạ. Cánh quay này nó sệt sệt này. Và Hà cảm thấy là cái khoai này người làm chiên lên ấy thì nó mới bở. Bây giờ nó sệt sệt nó như cháo luôn đấy. Hơi cảm mất một ít gọi là mùi bơ. Cảm mất mùi bơ mà nhỉ. Hay là đầu bếp có cho thêm bơ, một ít bơ. Mình lạnh lắm. Làm bác anh khoai là yên tâm rồi. Yên tâm rồi. Thử Tuấn thử món nào tiếp. Xả ớt hay sối xả? Sối xả. Sối xả. Răng muối. Đây là răng muối, đây là sối xả. Riềng sợi đúng không? Thả. Xả. Xả đúng không? Sối xả. Nhiều xả. Thơm không? Này chấm nhẹ. Ngoài cảm giác rất giòn, trong vân hồng, chín tới. Cái vị xả chiên lên rất là thơm. Mà ăn số xả, ăn xong thì xả đâu không biết. Coi mời mọi người miếng rang muối nhá. Thịt rang muối này. Đó, nhìn hấp dẫn quá. Cầm cái xe dầu. Thơm mừng luôn mọi người. Thơm của mùi trứng này. À, sau đó là nó giòn ở ngoài. Hơi mặn mặn một chút. Nhưng trong thì vị rất là ngọt. Vị rất là ngọt. Và thơm hoàn toàn là khử hết mùi hôi rồi. Ngon mọi người. Ngon. Tuyệt vời cái món này. Đó là số xả. Mời các bạn ạ. Ăn phải ăn to luôn. Món này hợp với uống gì Tuấn nhỉ? Bia. Mấy món này là đúng thôi. Hợp với uống bia. Ngon lắm. Số xả này. Rất là thơm. Anh Hân làm món này, hai món này được. Anh Hân là làm ba món đúng không? Ba món. Ba món được. Đều đặt. Đúng không mọi người? Đúng không? Còn canh khoai cũng tuyệt vời đấy. Súp vịt. Nhìn nó đẹp nhỉ? Súp nhớ mùi bơ. Hân bỏ bơ vào đây. Như cháo nhỉ? Quá ngon. Món này hôm nay bổ sung thêm món này là tuyệt vời. Anh em còn có cái lót bụng đúng không? Là ba đĩa to đùng này, ba nồi. Cái canh nữa chứ. Nói chung là mình lên bếp chắc khoảng tầm tiếng hồ nhỉ. Tiếng hồ là ra xong hết. Nhưng mà nhân lực bếp mà cũng giờ mình công việc. Ê, nhà hàng còn có món bổ sung vào nhà hàng món nộm rau má mọi người. Món này thì ai mà nhậu mà ăn vào rất là mát ruột. Cái này nhà hàng nó bán được 60.000 một cái đĩa. Đĩa nó đầy hơn thế này cơ. Ăn vãn rồi. Đây là món của nhà hàng OK Con Dê đang test nhé. Đây là món thịt dê sốt tiêu trên chảo đá. Dê sốt tiêu thì cái này ăn kèm với bánh bao chiên mọi người ạ.
thì hôm nay thì đang test nên chưa có mua bánh bao về, thì mình đã thử xem vị là thế nào. Bây giờ mình sẽ là đưa vào menu trong thực đơn của nhà hàng. Cái này ăn với bánh bao chiên, thịt dê sốt tiêu nha mọi người nhé. Tuấn đã thử nè, thử thịt dê sốt tiêu này. Đầu tiên là thử cái nước sốt đã. Quan trọng nhất là cái nước sốt, rồi sốt tiêu. Wow, thơm thơm cay cay, thơm của bơ, có vị bơ ở trong này. Món này thì nếu đúng là chấm với bánh bao thì tuyệt vời. Mọi người nhìn nó dẻo như này mà, rất là dẻo nhé. Vẫn đang sôi mọi người, đang lăn tăn sôi đấy. Đó, ôi giời, nó một cái lớp màng như này. Tuấn hãy thử đi. Đây có bánh bao nhỉ, chấm. Sao, nước sốt thế nào vậy? Cái cây ngọt ngọt. Cái này chấm bánh mì cũng được. Chắc là cái này thì giá thì Hà sẽ công bố sau. Chắc là cũng rẻ rẻ thôi. Chừng xem các món khác thôi. Bốc bốc lên mùa đông mình ăn cái món này nóng. Và nó cái tiêu bốc lên nóng hết người. Cay cay nồng nồng. Đồng của tiêu, cái thơm nồng. Thơm nồng của tiêu. Tiêu xanh mọi người, tiêu xanh. Nó có vị mặn của đây là có tỏi này, mắm này, hành. Có ớt chuông này, ớt chuông xanh, ớt chuông đỏ, tỏi. Và đặc biệt là nó phải là dê thịt dê là cái nồng nạc của dê. Nó sốt lên, rất là hấp dẫn. Mềm không? Mềm đúng không bạn? Tuấn như ăn thử với thịt bơ, bánh bao thì ngon đấy. Đây là ăn thử với bánh bao thì tuyệt vời luôn. Không biết. Nước sốt nó ngon. Nước sốt đó là bỏ chảo đá nó nóng rồi. Nó nóng từ từ nó ăn ngon. Nó giữ là nhiệt. Cái này vừa ăn nó bỏ hai bên than thì đấy nó là cứ nóng từ đầu tới cuối lắm. Cái này là như chỗ thịt bắp. Kiểu như né. Kiểu phần này khả năng là ta dùng phần bắp. Bắp hay là ba chỉ. Bắp. Ba chỉ nó mỏng. Ba chỉ để nướng. Bắp đùi vai. Không, ba chỉ nhưng mà ba chỉ bắp sườn á, thịt sườn á, lột hết xương sườn á, là nó dày thịt hơn. Còn ba chỉ mà ba chỉ không thì nó không được mềm. Đây là đúng rồi. Ba chỉ chính là lột sườn á, thịt sườn. Hà Còi với cả mấy anh em thì cũng trải nghiệm các món về vịt cũng như là một món mới về dê sốt tiêu của nhà hàng. Bây giờ thì anh em lại cứ ngồi thôi, nói chuyện linh tinh. Bia thì đúng là Hà cũng không uống nữa. Rất là cảm ơn mọi người đã xem video này. Hãy cho Hà một cái đăng ký để xem những cái video tiếp theo của Hà nhé. Và xin chào tất cả mọi người. Xin chào mọi người. Chào mọi người nhé.